Trời ơi. Ôi, bà này có cái chuyện gì bên đây kêu mình nói đi. Alo. À, có chuyện gì gọi tôi vậy? Thằng Tài nhà bà đang ở dưới quê hay Sài Gòn vậy? À, thằng Tài thì nó làm việc trên Sài Gòn, còn vợ nó thì là ở đây với tôi. Mà có chuyện gì bà hỏi vậy? Trời ơi. Vậy là nó hư rồi, cái đồ bỏ đi. Cái gì khi không rồi chết rồi, bình tĩnh có gì nói nghe coi. Thì mới tức thời nè, tôi thấy nó chở nhỏ nào đi ngang đây, ôm nhau tình tứ dữ lắm, tôi gọi mà nó lơ tôi luôn chứ bộ. Nè, bạn nói nó cẩn thận nha, thằng Tài con tôi hiểu, đừng có nói bậy bạ gì nghe chưa, nha, thôi nha. Thấy má. Chưa? Cái gì vậy con? Không có, không có, để má nói cho nghe, thằng Tài nó không bao giờ nói vậy con, của má hiểu mà, bình không tĩnh đi. Không có. Em thấy bà thầy bói coi linh chưa, nói gì mà không tin rõ ràng á má, thấy chưa? Trời ơi má, bảo sao mấy hôm nay không bao giờ quan tâm đến vợ gần con cả, còn không về quê nữa. Trời ơi, còn nói con bận dự án này bận dự án nọ. Trời ơi, con bình tĩnh đi, đừng làm ảnh hưởng cháu nội của má. Không, nhưng mà linh tính của con rất là chính xác, không thể nào mà không có 5 phút để gọi điện cho vợ hay 5 giây nhắn tin cho con cả. Trời ơi, chết mẹ hư cái nón của tôi rồi. Này mày đừng có đổ dầu thêm lửa nha, không có. Đổ đâu gì mà đổ gì. Thôi, đây nè nè. Bây giờ má đi lên Sài Gòn má lo chuyện này mới được. Con cũng đi. Không được mà. Trời con ơi. Ôi trời ơi, bầu bì vậy con đi đâu, con ở nhà đi. Không má ơi, con phải bắt tại trận. Lần này đi chết với con. Không, bầu bì em ở nhà đi. Chị lên tới thành phố, chị bắt ghen cho. Dù sao chị cũng là vợ lớn của anh Tài. Để chị chuyến này chị lên, chị phải vạch mặt cái con trà xanh đó. Chị tới đó, chị ngắm đầu nó, chị nhổ tóc nó, chị nhổ nó như là nhổ cây mai này. Bây giờ con nhổ hoài không được. Thôi được, mình tránh má, má con phải đi Sài Gòn nữa. Để tao bắt chồng phải đi nữa, mày giúp chồng tao. Ba má cùng đi. Đi. Con nói má nghe nè, con thì anh nó mới là nhân vật chính, nó để nó ở nhà trọ, tự nhiên má để con phụ, con đánh hụ hợ thôi mà. Mày rồi đó, đó mày không hiểu gì hết trời, nó đang có bầu, nó đi đánh kéo nó theo chi, má với con là đủ rồi, thấy không? Nhớ anh coi ở đây có chợ nào ghé lại em xíu. Rồi đi đánh gan mình đâu lâu, đi chợ đi mua kiếm cái gì ăn nữa. Ăn cái gì? Con mua ớt với mua muối Tây Ninh để làm gì? Con đánh xong rồi con phát vô liền, phải đánh để thẹo lại cho nó. Chiến này là con phải đánh, con đánh năm châu bốn bể chứ, đánh trận này gian dội nổi tiếng luôn chứ đừng nói. Cái gì đừng có giỡn, nghe má dặn nè. Để má, má nói chuyện với người ta, má nói phải, nói quấy, nói theo cái kiểu người lớn đàng hoàng. Mà khi nào mà má thấy đuối lý, mà người ta không chịu nghe rồi, mà người ta có hành động, người ta muốn tấn công lại mình, thì má sẽ định ra lệnh cho con nè, đánh, nghe chưa? Bà cũng dễ sợ chứ đâu thua gì tôi. Thôi, tại không biết má đó chứ. Bây giờ thì má hiền rồi đó. Chứ hồi đó là lộn xộn là không lại má đâu. Một, hai, ba tên về má quất. Con phải bái má là sư tổ chứ. Đúng rồi. Ôi ôi, lạ trộn. Ôi ôi, xuống đây coi kìa. Ôi ôi. Đây. Cái gì vậy? Ôi ôi là trời, Sài Gòn đẹp hú hồn má ơi. La to. Sao ăn to? Ăn to nói lớn quen rồi mà không cho nghe nói trời. Ôi là trời má, anh Tài làm đây thiệt hả má? Tài của má mà, làm chỗ này đẹp thiệt con. Con nói thiệt cái má, chiếc này con bỏ quên lên Sài Gòn ở luôn. Trời, lên Sài Gòn làm gì? Cái mỏ của mày lên Sài Gòn là bìa bữa bị tôi đánh phụ mỏ. Má sao má kỳ quá, nó nghe ê, đứng từ xa. Có cái anh nào đẹp trai quá anh nhìn con kìa. Thời tới biết đâu lên Sài Gòn có chồng nha. Coi chừng nó nuôi ra nó bắt mình bây giờ. Mặt nó nghiêm quá, coi chừng nó ra đánh con má. Dạ con không chào cô. Chào cháu. Chào. Anh chào ạ. Chào anh. Biết rồi nha. Biết gì vậy? Tóc giả đâu vậy? Mua đâu vậy? Mua dưới quê. Cho con cái đầu đinh coi. Ê trời ơi, tính đâu bả đàn ông. Ai ngờ chị em. Trời ơi, tém làm tôi. Cái công ty này ai cũng biết tôi là trải thẳng hết á. Tôi gặp bà tôi biết vậy tôi mới xả chút xíu cho đi vui thôi đó. Công ty bà sao dại khờ vậy má? Ê, nói nghe nè. BBD cũng gió mà để râu dài hơn tóc giả con nữa má. Để tôi cho mượn cái dao cạo râu sáng tôi mới cạo nè. Đưa tả đây. Lên đây làm công chuyện chứ phải lên đây gặp người tám lam rồi mà. Chị em vui mà thôi má. Thôi đi. Bây giờ hai người đi tìm đúng không?
Ê, sao nó biết gì? Ai hỏi má làm sao má biết được. Đúng rồi. Đi, đi, vô văn phòng với tôi đi. Chết. Ủa sao kêu đi theo kìa? À, coi chừng đưa mình lên đồn công an. Đưa lên đồn đi. Mình rò rình mò ông xùm. Không có đâu. Đẹp như con mà nó bắt cóc được con, chắc nó chỉ đưa con đi làm gái thôi chứ. Tao lại mày. Cái vụ đó mày nói nhỏ nhỏ nhưng mà chỗ động khai tương trò này sao? Thôi đi, hai má con này đừng có suy diễn nữa. Công ty người ta lớn vậy làm ăn đàng hoàng không có bậy bạ đâu. Tụi tôi là đang thiếu người, đang cần tuyển người, chỉ cần phù hợp tiêu chí trên cái bảng kia kìa, nhìn đi. Thấy chưa, chứ còn thiệt thà chịu khó thôi, thôi mệt hai người quá. Lên văn phòng đi. Giờ làm sao? Không lao là phải theo lao. Đừng lao theo nó liền. Có nó kìa. Đó, hai người uống nước đi thoải mái đi rồi nói chuyện. Nè. Nước gì ngon quá vậy? Nước suối đó. Lấy ở suối nào vậy? Chị lên chị lấy với coi. Tôi thiệt tình á, tôi hỏi đàng hoàng. Trời ơi, thôi bây giờ hai người có coi kỹ thông tin trên tờ giấy tuyển dụng chưa? Đọc rồi con ha. Dạ. Rồi, thì bây giờ là công ty đang rất là thiếu người. Dạ. Nhưng mà chắc là chỉ nhận một người thôi. Đó là cái vị trí lao công, dọn vệ sinh cho cái tòa nhà này. Lao hết cái nhà này luôn hả? Dạ đúng rồi cô. Má để con làm cho. Con làm cho. Con leo lên lầu 18, con tuột xuống con lao sạch trơn. Không có được, nhưng mà cái tính con không cẩn thận bằng má. Dạ, con nhận tôi được không? Tôi làm đó được đó. Dạ được cô. Nhưng mà rồi còn cái nhỏ cháu tôi nè. Có vậy chứ mà xin giờ... nó làm cái việc gì đi. Mà giờ vị trí đó còn có người ạ. Có vậy chứ. Nè, nó giỏi giỏi lắm nha. Dạ. Trời, ở dưới quê nè. Mà lộn xộn, đứa nào lộn xộn là nó quất cái trần. Trời, tôi đánh 8 thằng tôi đánh như... Thôi, giờ vậy đi. Nói chung là cái công ty này á không có kỳ thị ai hết. Thì bây giờ có một cái vị trí chắc là sẽ phù hợp với lại bạn ở đây. Ừ, cho tôi làm với nha. Đó là vị trí bảo vệ. Bảo vệ? Nhưng mà làm ơn tém tém lại gồng gồng chút. À, không, nhiều chút. Gồng, tôi gồng được. Thấy vậy trời ơi, tôi giỏi giỏi mà chuột tôi đồ lên. Tôi nhìn là tôi biết là có tiềm năng là gồng được rồi đó. Thôi bây giờ á, hai người bắt đầu làm từ hôm nay luôn, chịu không? Tao thiệt cực mà. Cuộc đời tao chưa bao giờ tao thấy nó tao cực, mà tao nhục, mà tao mệt như bữa nay trời ơi. Ôi, thay chồng nuôi con một mình, rồi gả vợ thì có chồng cho nó, bây giờ nó đi ngoại tình, bây giờ mình phải đi bắt ghen. Khổ quá trời quá đất. Con mới khổ. Con không ngờ con có người mẹ vậy, chơi bỏ bạn. Con cực khổ lắm con mới kiếm được con diều Âu với con quả đen. Mà má nghĩ sao má bỏ điện thoại má không nghe. Trời ơi, tao đi khổ vậy nè. Cái công ty gì mà nó to lớn quá trời đất, tao lao nhà, tao mỏi giò, mỏi lưng. Cũng phải để tao ngồi tao nghỉ chút xíu. Nhưng không phải tao nghỉ, để tao coi cái chương trình giải trí. Không phải coi chương trình giải trí nha. Coi, đồng thời lợi dụng cái chỗ đó. Ngồi mình quan sát xem có cái đối tượng mình. Thôi. Ghiền thì nói lại ghiền đi. Đi coi giải trí, giải nghiệp cũng lo giải. Đi coi giải trí, trời. Nè, cái mỏ mày thâm ương nổi. Hổn quá. Nói thì nói với má đàng hoàng cái nghiệp. Tao đang ngồi tao coi cái chương trình giải trí, cái nó tới nó nát cái tao giật mình, tao bỏ quên điện thoại. Con quỷ bóng râu đúng không? Ừ. Con nó con ác dễ sợ luôn á. Ác lắm mà. Ác xong ác. Nó giờ nó gần phát hiện được chuyện má con mình rồi đó. Cái đồn khắp công ty con má cặp nhau. Trời, nó ác chuyện đó hả? Con nói thiệt, ở dưới quê là con sâu đầu nó con đánh rồi. Cái nư con đánh bốn bảo vệ mà thấy quýnh chấn động. Cỡ nó quýnh 8 đứa. Không con ơi, cỡ nó con đánh 10 đứa cũng được. Giờ má thấy làm sao? Bây giờ con tính gì nè? Con với nó một mất một còn. Con tới con đánh nó một chập. Ê, nó nghĩ, nó sợ quá nó nghĩ. Còn con bị đuổi, má nhắm ở đây má chân mình lại anh tụi nó không? Ý không có được hả nha. Đi hai má con là có gì có hai má con. Bây giờ con bỏ má đây một mình làm sao mà má chịu được. Người ta nói là một cây làm chẳng nên non mà hai cây chụm lại. Hai cây chụm lại ốm o gầy mòn. Ủa dạ? Phải. Người ta nói ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Bây giờ mình có hai cây. Hai cây mình cũng sẽ làm mình cây cao. Mình tiêu diệt đó. Bây giờ má tính sao? Tính sao? Trời ơi. Bây giờ mình phải dùng tuyệt chiêu cuối. Nè, anh ăn đi. Trời ơi, hôm nay mới có dịp là mời anh ăn để cảm ơn anh cái vụ bữa mà anh đỡ em đó. Anh mà không đỡ anh em bữa hả? Là trời ơi, chắc hả mang nhục giữa công ty nữa anh. Tại vì anh biết sao không, ở trong cái công ty này em sống cũng hòa đồng trang chứa với mọi người lắm. Không ai ưa em hết trơn á. Bữa đó mà té một cái đó ha,
Trời ơi, không biết sao lột kịp cái quần đội đầu á anh. Không sao đâu, tại vì á cái đó là cái đó là công chuyện của anh. Trời ơi, nhiệm vụ bổn phận của anh thôi, không có gì hết á, hiểu không? Đừng cảm ơn, ăn gì anh mới ngại nè. Anh đừng có ngại, anh ăn cái gì cũng được, ăn cả em cũng không ngại đâu. Hả? Ai nói gì anh? Ai nói gì á? Dâm, đây có dâm. Ghê quá anh ơi, sợ quá anh ơi. Chứ anh nè, em nói anh nghe nè, mặt mày sáng sủa vậy nè, đẹp người đẹp nết. Ôi cái gì cũng bự hết trơn trội anh ạ. Anh biết sao không? Cái dạng của anh á là em rất là thích luôn á. Ngu à? Ngu em. Con cũng vậy, dạng ngu, như thịt hoa tàu vậy đó. Ngu múc múc. Dạ, đúng không? Đó, anh nói gì kìa, mắc cỡ. Cộng, em có cộng dây đẹp quá. Anh thích cộng dây này hả? Trời ơi. Anh nói đẹp một cái là em lột đưa anh liền. Cho. Ôi, em muốn giải trai nhiều ha. Trời ơi, đâu có giải đâu. Ghẹo anh thôi, trả rồi cho em nè. Anh cứ lấy đi, chúc em lấy cái khác. Em lấy gì? Lấy gì? À, em thích này hả? Em tặng em. Anh cái gì kỳ vậy, tự nhiên đưa cái kèn này. Anh thấy cái môi của em mà thổi kèn là xuất sắc. Quá à, nói như vậy kỳ quá. Trời. Bây giờ nè, mình vô cái công việc chính đi, vấn đề chính nè. Em có cái câu hỏi tế nhị này. Tế nhị? Em hỏi anh. Mình là người đàng hoàng, mấy cái chuyện tế nhị cứ nói chuyện thẳng với nhau. Em nói chuyện rất là tế nhị. Làm chồng em nha. Cái đó là em hỏi thẳng mặt luôn. Anh, điều tế nhị, cho nên mình nghe, mình trả lời. Đừng lặp lại. Lớn quá người ta nghe, người ta cười vô mặt em. Mà anh lặp lại thêm nữa em quê. Anh... Nhưng mà nói nghe nè, anh chịu đi, biết sao anh về, em nuôi hết. Anh nghỉ bảo vệ luôn. Anh nghỉ luôn. Thôi. Sao vậy? Anh còn làm được, anh còn làm, anh có tay có chân, mắc gì để đợi người ta nuôi. Trời đất ơi, anh này, anh nói anh có tay có chân đúng không? Thì bây giờ chút xíu mình ra cái hẻm ở ngoài kế bên công ty nè. Cái hẻm vắng vắng hả? Đúng rồi, em xả tay xả chân anh nhanh lắm. Nhanh còn lẹ lắm. Cái anh giống như sọ dừa vậy, em về em nuôi. Anh đi làm bảo vệ chứ anh không có làm xiếc. Gì mà xiếc? Xiếc mới chặt tay chặt chân chứ trời. Tự nhiên cái lấy em về cái liệt luôn hả? Không, ý em nói là như vậy đó, hiểu không? Giờ tôi giỡn gì thì thấy em cũng thật lòng. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có thời gian. Là anh chấp nhận rồi. Anh tạm chấp nhận. Động phòng liền đi anh. Không, cái gì mà liền gì? Đâu, mình tạm chấp nhận là động phòng. Còn mình chấp nhận một cái mà mình động banh cái phòng luôn. Nhưng mà đối với một người chín chắn như anh thì cái gì nó cũng phải từ từ. Trời ơi anh ơi, chín chắn cái gì anh ơi, giữ ba cái đó còn chi ghê lắm. Không có, nhưng mà anh giữ. Cái gì mà giữ? Nghe anh nè. Cho anh thời gian đi, anh sẽ mở cửa trái tim đón em vào. Nhưng giúp anh một chuyện thôi. Chuyện gì? Chính xác như lời hai má con mình tiên đoán. Ông Tạm có bồ nhí. Mà bồ nhí của ông không có ai khác hết, chính là bà nữ giám đốc của công ty này, giám đốc Thanh Hà. Mà con nghe, con đã thu thập được chứng cứ rồi, từ miệng của cái cô trợ lý mà thân cận của bà. Lần này phải bắt tận tay, dai tận mặt để hai người không có chối cãi nữa. Hành động đợt này nhất định là không được thất bại. Trời ơi, cô làm gì cô xào quần cái phòng này hoài vậy? Ôi trời ơi, bụi lắm cậu ơi. Trời ơi, con có thấy hột bụi nào đâu. Có mấy cậu bây giờ rồi. Mấy con mấy cậu trẻ bây giờ sống dễ dãi quá đi. Không lẽ là không có bụi tôi lao chị cho mất công. Có những cái thứ mà mắt thường vô mà không có thấy đâu cậu ơi. Dạ con biết, nhưng mà chỉ cần sạch bằng mắt thường là được rồi cô. Bây giờ còn bao nhiêu là phòng mà cô cứ loay hoay cái phòng này hoài à, sếp la con chết. Vậy hả? Dạ không, đồ thơm tôi lao xong rồi đó. Tôi đi qua phòng khác không? Rồi vậy nha. Alo, chú trẻ, nghe rõ trả lời. Phát hiện đại bàng như cái quà đen nó vừa đi chung. Nhớ giữ liên lạc nha. Em mệt hả? Có cần anh lấy khăn nóng cho không? Không cần đâu anh. Mà em thấy á, chỉ có anh mới hiểu em thôi đó. Mà nè. Hả? Anh tính khi nào về gặp ba với em nhỉ? Thì anh sẵn sàng mà. Em nói rồi đó nha, tiễn Phật là phải tiễn cái Tây Thiên nữa nha. Ừ. Cảm ơn anh nha. Má có để cái điện thoại chảnh không? Mày làm gì tao không được, tao để đàng hoàng mà.
Nhưng mà sao không nghe gì trơn trời vậy? Hả? Quên mở lo à? Giật mày. Chuyện gì? Quên quên. Mở mở rồi coi nghe nghe coi trơn. Ừ. Hả? Gì vậy? Chết rồi, chuyện này là chết tiệt rồi. Không có, trời trai trai gái gái đàng hoàng quá mà. Chết tôi rồi. Mối tình tôi ấp ủ từ thời tôi còn mầm non. Bây giờ chơi với người ta mày đi chỉnh. Bây giờ tôi không chịu. Tôi chết, con chết cho má vừa lòng nè. Tôi nín đi con. Nín gì? Lên đánh liền chứ nín gì? Khoan, không được. Trời ơi mày vậy mà mày lên trên nó coi như hư bột hư được hết trơn. Mày để đó bà. Mày lên có cái gì mà nhào vô mà tín hiệu cho con là con nhào vô con nhất. Làm phối hợp rõ ra. Có chuyện gì? Ủa vậy chứ? Không phải gì cô. Chị Hà chị nói chị bị nhức đầu với đau vai thì con bóp vai cho chị thôi. Tự nhiên cô đâu cô xong vô vậy? Dạ. Trời ơi. Dạ. Cô ơi cô. Con nói cô là cô qua phòng của con. Cô bắt con dán, cô bắt con chuột giùm con. Cô qua phòng chị Hà làm cái gì ở bên đây? Ồ vậy chứ. Quá ồn luôn đó. Rồi rồi, chị bây giờ chị bịt lỗ tai lại chút xíu đi, em ồn chút xíu rồi thôi hà. Dạ tôi xin lỗi vì bị nhân viên mới công ty thì nó rộng mênh mông tôi đi lộn. Rồi bây giờ nghe con chỉ lại một lần nữa nha. Dạ. Bây giờ là Mơ Phước bước ra ngoài cửa. Dạ. Quẹo trái hai phòng, quẹo phải ba phòng là tới phòng của tôi, hiểu không? Dạ cái phòng đó số 5 hay số 6 vậy? Số 5 rưỡi là phòng của con. Dạ. Mời cô đi chưa? Năm rưỡi, dạ xin lỗi nha. Trời đất ơi. Số 5 rưỡi hay số 6? Số 5 rưỡi. Dạ dạ. Là số 5 có dấu phết rồi số 5 nữa nghe chưa? Đó là phòng của tôi, còn cái phòng 55 á là phòng của bệnh viện nha bà. Trời đất ơi thật sự á, nặng hơi mỏi cổ dễ sợ luôn. Làm rần quá trời nhức đầu rồi. Thật sự là. Xin lỗi chị, tại em ồn quá. Thôi chị nghỉ tiếp đi. Thúy chăm sóc cho chị nha. Trời má ơi bây giờ sao giờ con tin lời má rồi. Cái đôi gian phu dâm phụ này nó dễ sợ thiệt luôn á. Trời ơi bây giờ mình phải tin. Ơi 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 em Minh ơi, dạ, ngồi xuống Minh à. Mình nói thiệt cho tôi nghe đi. Mình với bà ta đi vô công ty này có âm mưu gì? Mình mà không nói thiệt cho tôi nghe chưa, tôi sẽ ra tòa ly dị chia đôi tài sản. Tôi 2/3, mình 1/3. Ủa chia đôi mà sao? Không nói nhiều vấn đề đó nữa. Tập trung vấn đề chính. Mình và bà ta vào đây có việc gì? Còn nếu không tôi sẽ báo công an. Đừng báo công an. Trời má ơi bây giờ sao? Nhỏ này nó biết rồi giờ mình tính. Không bàn tán riêng. Khai hay không khai? Không khai ra tòa lý dị ngay lập tức. Bây giờ ra tòa luôn kìa. Đến lúc này mình phải chơi cái thiệt chiêu cuối thôi. Thế chắc cuộc đời nó khổ. Con đứa con trai rồi con vợ. Bây giờ nó đang có mồi. Dạ à vậy hả? Ủa mà cô già, chồng con đây đâu rồi mà lâu quá vậy? Anh nè. Anh nè Tiên. Anh là Diệu nè Tiên. Tiên ơi, em hãy nghe đây là sự thật. Diệu với Tiên là chị em. Vậy? Tại sao bài toán khó trong trường tôi giải được mà tôi lại không giải được bài toán của cuộc đời tôi? Diệu ơi, Diệu hại Tiên rồi. Diệu ơi, Diệu không có muốn hại Tiên đâu. Diệu hại Tiên rồi, chết Tiên rồi Diệu ơi. Diệu không có muốn gạt Tiên. Muốn là giúp gia đình chồng hụt của Diệu kia. Tiên ơi, Tiên gắng giúp Diệu đi. Nhưng mà sự thật á là tôi không có biết gì hết. Chị Hà, tôi chỉ biết là công việc của chị thôi. Còn á đời tư tôi có biết đâu. Rồi nhưng mà tôi chỉ biết chút xíu á là hình như chị đang quen một cái người nào đó.
Rồi á, ba của chị là đang bệnh nặng thôi. Sao? Làm thư ký cho cô Hà bao nhiêu đâu đây rồi mà không biết làm sao? Nói dốc hay là bao che? Ủa Diệu, tôi có ăn cắp con mèo con chó nhà má chồng Diệu không mà chửi quá chửi. Không có, thương á, thương mới vậy đó. Ui, không có. Ông ta thương ta mới cho đôi cho giọt đó. Cái đó là thương hả Diệu? Giống như thí dụ đi ra ngoài đường mà thương ai quá chửi mất dạy là triều mến hả Diệu? Triều mến như con cháu nhà rồi hay. Nhưng mà tôi nói thiệt cho hai người biết đó, tôi chỉ là trợ lý ở trong cái công ty này thôi. Còn trợ lý riêng cho chị Hà giám đốc á là chị Thúy, không phải tôi. Cái gì vậy? Ê! Cái gì? Diệu không? Diệu không? Đi quá kìa. Anh sao vậy? Anh hồi hộp quá. Có gì đâu hồi hộp, ba em dễ lắm. Đi. Hứa rồi nha. Em hứa luôn. Thôi con quả đen nhiều không? Kia đúng rồi. Hai chứ. Hai con đâu đặng đi. Hai con bay dập nhiều. Hai con nó đang bay dập nhiều, dập nhiều, dập nhiều. Trời ơi, gia đình chim chóc, thế giới muôn loài. Thoát khỏi đây này ngay lập tức thôi. Gia đình chim chóc ơi, nhớ chị em mình, chị em kết nghĩa Tiên ơi. Trời ơi, sao giờ tính sao má? Sử dụng tuyệt chiêu cuối. Chạm lẽ từ. Cái gì từ từ, nó chạy vô tới rồi kìa bà, từ từ cái gì? Trời ơi, là trời vậy con. Nghe con, nó nhỏ nhỏ. Nó nhỏ nhỏ gì? Máu sản hậu của con nó bừng lên tới não, xong vô đánh con này liền. Không có được. Đừng có nghĩ. Cái gì? Đánh bắt ghen là phải bắt tận tay, tận giường. Cái nư của cái con này giật chồng ta là phải đánh nè. Bây giờ con đi kiếm cây, má để con đi kiếm cây con đánh. Trời ơi, à khỏi. Cho mượn cái cây này coi. Diễn này con chơi lớn nha. Con có gì má nuôi nha. Xong vô. Ta đi cái tính con nhỏ này. Thiệt tình. Anh mày làm cái gì vậy? Thì ập vô cho nó bất ngờ. Má đi vô nhà đi thang máy đi. Để con đi thang này cho lẹ. Trời ơi, nó khùng hết biết kìa. Ủa, dạ, con chào bác. Về rồi đó. Dạ. Em để anh. Để anh. Bác mang giày vô đi bác. À, được rồi con. Bác qua đây ngồi được. Ba thấy sao rồi ba? Ba cũng thấy đỡ nhiều rồi con. Ba ngồi xuống đi ba. Ủa, mà ai vậy con? À, con giới thiệu với ba. Đây là anh Tài. Anh là giám đốc marketing của công ty mình đó ba. Với lại, anh là người yêu của con. Ba luôn tự hào về con. Con chưa bao giờ làm ba thất vọng. Con cảm ơn ba. Con với Hà quen nhau lâu chưa? Dạ. Dạ, cũng được một năm rồi đó ba. Con này, ba đang hỏi bạn trai con mà. Ba ơi, hôm nay anh Tài tới chơi mà ba đừng có hỏi cung gì nhiều nha ba. Kỳ lắm. Trời ơi, hỏi cung cái gì không biết. À con à. Dạ. Con quen với một người phụ nữ tự lập như vậy, con cảm thấy như thế nào? Dạ con thấy hạnh phúc bác. Tại vì con với Hà tới với nhau cũng tự nguyện á, cho nên là con nghĩ con và Hà sẽ cố gắng hết sức để trở thành mảnh ghép phù hợp với nhau. Bác biết mình không còn sống bao lâu nữa, nhưng tâm nguyện lớn nhất của bác không phải là nhìn thấy con Hà nó thành đạt, nó làm được nhiều tiền. Bác chỉ mong là nó gặp được một người biết chăm sóc, lo lắng và thương yêu nó thật sự khi bác không còn ở bên cạnh nó nữa. Ba ơi, ba đừng có nói như vậy. Ba còn sống lâu với con mà. Vậy hai đứa định chừng nào kết hôn đây? Dạ. Dạ thưa chủ tịch, mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khi nào chủ tịch khỏe lại thì đám cưới sẽ được diễn ra. Bởi vì Hà luôn muốn đám cưới mình phải có mặt chủ tịch mà. Dạ đúng rồi đó ba. Ba cũng mong tới ngày đó nó lẹ lẹ. Dạ. Bác yên tâm. Hay quá ha. Gian phu dâm phụ hả? Má Tài, một cái thằng đàn ông mà mày sống như vậy đó hả Tài? Má nhưng mà... Cô nữa. Cô có biết là cái tội cướp chồng người khác tội nặng như thế nào không? Hả? Bà ở đâu mà vô đây ăn nói lung tung vậy? Bà có biết là bà đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp
và xúc phạm người khác không? Thì sao? Sao? Muốn sao? Tôi nói cho ông biết, ông làm cha mà ông biết dạy con, thằng con rể tương lai mà ông vừa chúc mừng đó, tôi xin giới thiệu, đó là con trai của tôi. Má, nó đã có vợ một năm nay rồi, và tôi cho ông biết là tôi sắp lên chức bà nội. Bằng chứng đâu mà bà dám nói vậy? Bằng chứng đây. Con là vợ của anh. Đó, giờ ông muốn mấy chứng? Đây, nhỏ này một chứng, tôi hai chứng, đứa nhỏ trong bụng là ba chứng. Ông muốn mấy chứng? Gia đình là số một, lúc nào cũng thân thớt nơi cái miệng. Con sẽ lo cho vợ con cho suốt đời. Ai? Ai nói câu đó? Hả? Ai? Tôi không ngờ, trời ơi, cô kìa, nhìn cô đẹp đẽ quá mà, cô đàng hoàng quá mà, cô gia giáo quá, cô ăn có học quá mà, giỏi giang nữa. Sao đi cướp chồng ta? Cô biết cô có làm gì á? Đứa nhỏ này nó đẻ ra nó không có cha rồi sao? Sao quá quá vậy? Thôi đi, đừng có nói gì nữa. Ba, ba ơi, con xin lỗi ba. Đừng có kêu tôi là ba nữa. Tôi không có đứa con gái như cô. Thật sự là con vì lo cho sức khỏe của ba, con muốn ba sống lâu hơn với con, con muốn ba tự hào vì con nữa, cho nên là con mới làm như vậy. Bà ơi, con xin lỗi bà, con thực sự xin lỗi bà, tại vì con muốn ba con sống lâu với con muốn ba con tự hào vì con, cho nên con mới làm như vậy. Con thành thật xin mọi người tha lỗi cho con. Thực ra con với anh Tài không có gì hết. Con chỉ thích người đồng giới mà thôi. Người yêu của con là Thúy. Con xin lỗi chủ tịch. Bây giờ chủ tịch muốn trừng phạt con như thế nào cũng được, nhưng xin chủ tịch hãy hiểu cho Hà. Hà đã rất đau khổ, Hà đã thật sự đau khổ khi phải giấu chuyện này cho đến bây giờ đó. Tất cả chỉ vì lo cho bệnh tình của chủ tịch thôi. Bởi vì Hà sợ chủ tịch không chịu nổi cú sốc này. Ba, vậy mà tôi vẫn luôn tự hào về đứa con gái của mình. À, xin phép ba, tôi nói chuyện với ông chút được không? Dạ. Ông bà người ta nói là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cho nên cái chuyện cha mẹ sinh con ra mà phân định cái giới tính đó, mình đâu có biết trước được. Mà tôi thấy rằng bây giờ hãy mà tụi nó sống hạnh phúc là mình có hạnh phúc. Ông không có con rể, nhưng mà ông có thêm đứa con gái. Ông thấy làm sao? Tôi thấy vui đó chứ, tôi thấy hạnh phúc đó chứ. Tôi thấy rằng cô có hiếu lắm đó. Nãy giờ tôi thấy cô khóc mà tôi chịu không có nổi. Tôi biết rằng cô thương ông lắm luôn. Cái cuộc đời của cô, của cô là cô sống vì ông, cô lo cho ông, cô sợ ông chết. Có đúng vậy không con? Dạ. Cậu nín đi, đừng có khóc nữa. Cảm ơn chị nhiều lắm. Bà, con xin lỗi bà. Con không có lỗi gì hết. Người có lỗi là ba nè. Ba muốn con sống được hạnh phúc, nhưng ba không hiểu con. Ba đã vô tình áp đặt, làm cho con phải đau khổ. Trước khi ba nhắm mắt, ba chỉ muốn con được sống hạnh phúc là ba mãn nguyện rồi. Vậy là ba tha thứ cho con đúng không ba? Ừ. Thôi, coi như chúc mừng cái chuyện nhà của anh xong. Tới phiên tôi qua tôi xử cái đám mình đó. Nó làm mà không nói với tôi xin lỗi nha.
Thôi má từ từ nói chứ từ từ nha. Cái gì? Từ từ nói. Nói gì? Mẹ ơi. Đúng. Ủa, xin lỗi nha, xin lỗi. Từ trước tới giờ con làm cái chuyện gì con có giấu má không? Má. Con không giấu má đúng không? Sao cái chuyện này giấu ung sùng vậy? Nói trời đất ơi, nó làm tôi muốn chết luôn. Nè nè nè, anh có biết nha, hay tôi khóc hết nước mắt vậy anh không? Rồi hay tôi phải leo lầu lên nha, tôi muốn chật sơ mi. Xíu nữa tôi ở tù rồi ai chịu? Xin lỗi mà, xin lỗi. Con xin lỗi má. Anh xin lỗi em. Thực ra anh không có muốn mọi chuyện xảy ra vậy đâu, nhưng mà tại vì anh lỡ hứa với Hà rồi, bây giờ anh phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ. Lần sau anh thề là anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Còn lần sau kìa má. Lần sau anh không có làm như vậy nữa mà. Không phải cái chuyện tốt là cái chuyện nên làm. Mà con làm cái điều đó hết sức tốt, cảm ơn con. Nhưng có điều không cho người ta. Thôi bây giờ ta dặn cái này nè, tới nơi đúng không? Tết này thì mày ráng bố trí về nhà ăn Tết, nghe không? Mà Tết này mà không về đó nhé, là ta nói cho nghe, ta gộp 2-3 tuổi là ta đánh tay tét đít luôn, không? Gia đình tôi đúng là gia đình số 1, vui vậy đó. Con ơi, sắp Tết rồi đó. Má biết năm nay là mình có nhiều khó khăn lắm. Nhưng mà con à, khó cách mấy cũng ráng sắp xếp công việc về ăn Tết với má. Con nên nhớ gia đình là nơi cuối năm mình phải về nha con. Má đợi đó, nhớ nha.